Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Phú Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Black Myth Wukong. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok các bạn, thì cái máy của mình ấy, nó khá là cùi bắp, nên là chơi game đôi khi nó sẽ bị giật lắc. Mình đang cố gắng tích tiền để có thể mua cái máy mới có thể giúp cho mọi người trải nghiệm tốt hơn, bởi vì là thực ra thì mình nghĩ như nào cũng được, nhưng mà anh em xem clip của mình thì mình muốn anh em được những cái trải nghiệm tốt nhất thôi. À, bình thường thì mấy nay mình cố gắng ra một ngày 2-3 clip ấy, bởi vì là mình sợ là mình cũng hay drop series á, mình sợ là tự nhiên là mình không có vào mình chơi liên tục ấy thì mình lại bị chán chán là mình drop. Nhưng mà thôi, từ hôm nay mình sẽ úp một ngày một clip thôi nhá. Đó là một clip vào buổi sáng. Thì tối thì có thể mình sẽ live stream. Chắc là cố gắng tranh thủ là 5 giờ chiều. Đấy, 5 giờ chiều thì mình live stream nhá. Bạn nào rảnh thì lên xem. Nhưng mà những cái clip của mình thì mình sẽ đi theo cốt truyện. Còn ở những buổi live stream thì mình sẽ gọi là đi quay trở lại một chỗ cũ để mình làm những cái nhiệm vụ ẩn, cũng như là con bot ẩn nha mọi người nhá. Bắt đầu từ hôm qua rồi. Và chiều nay thì mình sẽ cố gắng livestream tiếp. Và mình hy vọng là tập này nó sẽ lắc ít nhất có thể. Lắc thì vẫn lắc thôi, nhưng mà hy vọng lắc ít thôi. Đây, từ ở đây mình thấy có mấy bông hoa này. Hy vọng nó lắc ít các bạn ạ. Ô, không vào được à? Thấy con đường mà không vào được. Thì hôm qua mình cũng gọi là đã xây dựng lại cái hệ thống skill rồi các bạn ạ. Đầu tiên thì mình tính là chơi theo cái chế độ gọi là triệu hồi cơ. Có nghĩa là mình sẽ nâng vào cái chiêu gọi đệ á, chiêu số 3 á. Nhưng mà mình thấy là mấy con đệ nó cũng khá là bá, mà mình thì thích sử dụng cái kỹ năng của bản thân mình nhiều hơn là gọi đệ. Mặc dù là cái máy của mình nó rất là cùi, nhưng mà mình thích dùng kỹ năng của mình nhiều hơn. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ không gọi đệ nữa, mà thay vào đó là mình sẽ gọi là sử dụng cái kỹ năng của mình nhiều hơn. Đó, nên là mình chứa mình nâng vào đam các bạn ạ. Nâng vào đam như nâng vào máu. Rồi xong. Vừa mới chạy ra khúc đầu được có cái cutscene rồi. Đừng có nói là mấy con này nó sẽ di chuyển nha. Có cái gì á? Sao tự nhiên nó bốc hơi luôn kìa anh em. Đi tới đâu là bốc hơi tới đấy à? What the heck? Mình chỉ mong sao chơi nó bớt lắc thôi. Chứ với cái khả năng cái máy sinh viên của mình thì... Ôi con này giống con khỉ vậy. Ô, khỉ má. Khí băng à? Mẹ nhìn nó ghê quá à. Ném quả đào xuống dưới. Ôi vãi. Ô, ném quả đào dưới là mấy cái này nó di chuyển được à? Ôi giời ơi. Từ từ. Thấy các bạn thấy không? Đam của mình hôm nay tốt hơn rất là nhiều. Ôi giời. Mẹ nó chết rồi, nó còn quật qua còn lại hai cái nữa anh em ạ. Nó cầm cái quả chày giống quả lê gần ở trong đầu anh đét quá. Đấy. Thì lúc đầu cái nào cũng hơi lắc lắc tí. Ô, mẹ người à. Tính đập thử anh ạ. Là người anh em ơi. Ui, trận này cũng nhiều đường đi lắm. Cho nên là cũng không biết đường nào mà lần đâu anh em ơi. Mày nè, một hit. Ủa, đam to chưa? Đam to lắm anh em ơi. Mày nè. Ủa, đam to lắm anh em ạ. Mình build tới cái hướng này thì đam mình rất là to, máu của mình ít nha, mình build full đam luôn. Đam của mình rất là to, không biết là đây là mấy con boss thường đam như thế hay là như nào. Nhưng mà mình thấy đam của mình nó rất là to anh em ạ. Ủa, mình đang đi đúng đường không vậy? Mình cũng không biết nha. Ôi, đây có người không vậy? Ô vãi, nó chỉ là cái tượng thôi anh em ạ. Vãi, tượng à? Ô vãi lều. Ê, con này là người. Thực ra không phải là người nữa, nó là yêu quái. Yêu quái. Ôi kìa, ôi kìa. Ấy, bọn này nó chết rồi, nó còn quật thêm hai cái. Và bởi vì mình nâng đam khá là nhiều, cho nên là sức phòng thủ của mình nó rất là thấp nha mọi người nhá. Như mọi người thấy này, sức phòng thủ của mình nó rất là thấp. Mấy con quái nó vụt cho một hai cái là thấy cũng hơi ngủng cụ tỏi rồi.
Đây, bạn nào muốn build theo hướng đam thì các bạn có thể build theo mình nhá. Để cho các bạn xem hướng đam. Mình thấy là người ta kêu ấy là phải tới cấp 40 thì mới đi tới cái map này. Nhưng mà mình mới cấp 36 à, cho nên là mình cũng hơi rợn các bạn ạ. Đây, mình đa phần là mình build hai cái này, nhưng mà trưởng lực các thứ là mình không có build các bạn ạ. Đây, đa phần là mình build vào cái hướng đam này nhá. Đó, bạn nào mà build giống mình thì các bạn thể build này. Và bên đây là mình nâng một tí máu thôi. Còn lại thì stamina này, với cả là critical nhá. Đấy, cộng như một chút thủ và mana. Đó. Bên đây thì mình nâng vào cái này này, với cả cái búa gậy. Không nâng cái xoay gậy nhá. Không nâng cái xoay gậy. À ui, cái này cũng ngon đây này. Nhưng mà mình ít điểm quá, mình không có đủ điểm để mà nâng ấy các bạn. Đó. Còn ở bên đây là mấy cái chiêu. Chiêu thì mình không nâng luôn đấy các bạn ạ. Gần như là mình không nâng về mấy cái chiêu luôn. Đó là những gì mà mình nâng nhá. Bạn nào mà muốn bạn nào mà chơi nâng với ua. Bạn nào chơi nâng thì cứ nâng cho mình. Mình nghĩ là các bạn chơi trải nghiệm sẽ ok hơn mình. Ấy, quên mất. Nó giống mấy con Kappa rơi nổ ấy. Bạn nào mà sao sợ trên đây sẽ có một. Rồi xong biết ngay mà. À là con này à? Đầu bếp à? Chip này có phải đầu bếp không anh em? Ôi ơi, cái gì đấy? Trương Giang ấy nhở? Ui. Ủa đam to thật đấy anh em ạ. Thực ra mình cũng chả biết là có to hay không. Ủa ghê à? Ghê à? Ừ. Ui mẹ. Con này chiêu lạ vậy. Coi đấy em coi. Ui lạc quá. Tí đâu thui. Tí thui. Ơ kìa. Ô nó quỳ nó tha kìa. Xin tha. Quỳ. Quỳ nhưng mà tao không xin không cho đấy. Tao không tha đấy. Ui. Con này ghê á. Tạm biệt. Ok. Ui. Cảm giác cũng hơi khoai các bạn ạ. Cái gì? Ủa? Là sao? Hình như nó chạy mất rồi hay sao anh em ạ? Ồ, tính ra đánh con này chả được cái gì. Bựa thật sự. Rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Kiếp nạn máy lắc là kiếp nạn thứ 82 trong hành trình đi thỉnh kinh của Vũ Lít. Mình thấy build theo cái hướng mà. Ôi rồi à. Build theo cái hướng mà gọi để đánh ở nhà lắm các bạn. Mình có thấy không? Build theo hướng gọi để đánh ở nhà lắm. Nhưng mà đánh như vậy nó không có vui anh em ạ. Đánh vậy nó không có kiểu thử thách bản thân, cũng có chơi hát quá đấy. Hôm qua mình test thử rồi. Bạn nào mà muốn xem thì có thể qua cái buổi livestream của mình xem. Buổi livestream hôm qua á. Thấy rất dễ lắm anh em ạ. À, hôm nay muốn chế tạo cái gậy mới nhá. Muốn chế tạo cái gậy mới thì mình cần phải mở mấy cái quan tài ở bên đây. Thì nó sẽ có đồ để chế tạo cái gậy mới anh em ạ. Ở trong đây nghi ngờ là có gì lắm. Đứa cutscene là được. Thấy có thằng nào đứng ở kia kìa. Mày nè. Ghê quá nhở. Đây có thằng nào nhìn cũng ghê á. Chả biết có phải boss hay không. Ồ sao nhìn nó yếu vậy. Ủa thằng này múa quá cái chứ nhở. Đóng băng nó lại đập đi. Thằng đấy nhìn có vẻ ghê đấy anh em ạ. Ở trên đây thấy mấy cái quan... Ở đâu? Chưa thấy quan tài nào ta?
chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ơ chưa rồi, lấy nhầm rồi. À không, lấy cái này như nó không cho đầy cái cây. À, nó cho có một lần hồi đấy. Mình tưởng nó cho hồi đầy thì ngon, nhưng nó chỉ cho một lần hồi đấy nha mọi người nhá. Đâm ra là cũng không ngon lắm. Ở đây phải đường lên à? Trời ơi, mình tưởng ở đây nó có mấy cái đường lên, để tính lên thử xem thế nào. Hóa ra không phải đường lên các bạn ạ. Ok anh em, vậy thì đường lên là đường bên đây. Mẹ, bây giờ cái ấn bình thường mình ấn chuột phải ấy. Ôi ôi à. Bình thường mình ấn chuột phải ấy là nó sẽ gọi là xài skill luôn đúng không? Nhưng mà bây giờ mình ấn chuột phải thì mình ấn chuột trái nó mới xài skill ấy. Ôi, múa lung tam tung. Ok à. Ê đừng chết lính nữa nha. Quên. Thôi. Em đùa. Ôi trượt kìa. Ôi kìa. Mẹ. Chuyên gia đánh không bao giờ chết phải boss mà toàn chết phải lính ạ. Vãi lều thật. Ôi mày quá. Chưa chết. Chuyên gia đấy các bạn ơi. Quen lắm rồi. Không bao giờ chết. Nói chung là chết phải boss thì vẫn chết. Nhưng mà mình nghĩ đầu series giờ mình chết vì lính còn nhiều hơn là chết phải boss đấy. Rất nhiều được. Ủa dưới kia nghi có gì lắm. Nhưng mà tầm này được phải có cái chỗ để ấy nhờ, chỗ để cúng cái nhờ. Không chỗ để cúng thì khoai đấy. Mẹ sao vẫn chưa thấy chỗ nào để cúng vậy. Mà không thấy chỗ để cúng ta. Ôi chết tôi. Ôi vãi. Ôi kìa. Ôi kìa. Ôi vãi. Không ổn đâu. Vãi lều thế nhờ. Lại toang bởi mấy con lính ạ. Cày thực sự. Từ từ anh em ơi. Bên đây có một thằng nhá. Từ từ. Mình vừa bỏ qua hơi nhiều ấy. Nhưng mà mình để ý là bên đây có thằng này. Bên trái có thằng này. Chuẩn bị lộn nó lé này. Đó. Ây à. Mẹ biết rồi. Ây à. Biết rồi vẫn dính đòn. Cày đói cả người. Rồi đây. Ôi. Đâu ra vậy. Mày đâu ra đấy. Vãi lều. Đổi người. Đổi con này đi, đúng rồi. Mày này nhờn này. Ôi kìa. Đừng nói lại mạng nữa nhá. Nghi ngờ quá nhở. Mẹ. Bị lính nó hành cho anh em ạ. Vãi trưởng. Đánh nó thua với hình lính thế này. Khó đỡ thực sự. Một gậy vào đầu. Thôi đi đường nào đấy. Ui vừa đi đường bên kia thấy nguy hiểm. Thôi đi bên đây đi. Vừa đi bên kia thấy nó hơi nguy hiểm một tí. Nhưng bên đây dễ có boss lắm. Bên đây tỷ lệ cao có boss. Thấy cái sân nó rộng thế này thì tỷ lệ có một con boss nó khá là cao. Nhưng mà ơi, còn tao biết ngay mà. Đừng mà, trời ơi. Cái gì đấy? Nhìn mày xem. Những bông tuyết cực kỳ nặng ở đây. Vậy. Chim đầu khất. What the hell? Vậy ạ. Chú chim đuổi bầu. Đây là chào Mao hả anh em? Chào xí thiên thủ đi, tại thị công yên thiên mệnh ẩn. Phía Tây mới là sao? Ủa? Sao cho mình bay này? Ủa mình bay đâu đấy? Tự bay anh em ạ. Đang bay theo ông này.
Ở vai mình còn chưa chuẩn bị đường mà. Nó cứ bay theo ông này thôi. What the hell. Trời ơi, mình còn chưa khám phá đường mà. Nó tự bay nha, mình không... Ủa, mình điều khiển được không? Ồ, không điều khiển được anh em ạ. Hình như nó tự bay theo ông đấy sao ấy. Mình chỉ việc xoay cam thôi. Nó chắc cứ bay theo ông đấy cho chắc. Rồi, cái tiếng nó này bị bắt đầu bị lệch rồi đấy. Chơi một tí là cái tiếng bắt đầu nó lệch rồi đấy. Giờ bay đâu bay nhá. Cho em cái chỗ nào để em xếp game cái. Em không muốn tí nữa phải bay với cái đoạn dài như này đâu anh ơi. Mình nghĩ là tỷ lệ cao ấy, cho mình chỉ chỗ xếp game thôi. Bởi vì là cái khúc cutscene này đừng nói là bay đi bay lại. Ủa vãi. Trời ơi, lag. Đúng là sinh viên nghèo vượt khó, cố gắng chơi Thấy cái ngôi đền ở hồ kia không? Đừng tin những gì mà mày thấy. Vì chúa tể, đây là vùng chúa tể ở đây. Bây giờ mày vẫn có thể rời khỏi đây đấy. Ủa vãi, cái gì vậy ta? Ngôi đền ở phía trước à? Trời ơi. Biết ngay mà kiểu gì nó phải cho mình xếp game thôi. Sinh viên nghèo vượt khó. Cố gắng là từ giờ tới qua tháng là mua được cái may mới. Ủa vãi. Mua được cái may mới thì ngon anh em ơi. Đây này, hiện tại là mình có thể chế tạo được cái vũ khí mới ở đây. Nhưng mà chúng ta cần cái Iron Sen. Cái Iron Sen này thì phải mở mấy cái gì nhỉ? Cái quan tài. Đấy thì nó mới cho ra. Còn cái này là cái chỗ mà hôm qua mình đánh cái con boss ẩn. Con boss vàng ấy. Sư vàng vàng ở cái màn 1 thì nó cho. Nói chung cái này thì hơn toàn tập nhá. Nên là chịu khó mở mấy quan tài nhiều hơn một tí. Để có gì có cái để mà ấy. Mình sẽ quay lại đây các bạn ạ. Từ từ mình sẽ quay lại chỗ kia đấy. Nhưng mà tầm này mình muốn đi ở đây nè. Nó kêu là thấy ngôi đền ở phía trước không. Đừng tin vào những gì mà mày nhìn thấy. Thì mình cũng không hiểu lắm. Nó sẽ có cái gì ở đây. Rồi phải đi qua ngôi đền bên đây đúng không? Đi qua kiểu gì đây? Ôi vai. Mẹ đang đi thì đứng game. À đây. Đi ở nứt này, đi nhanh lên không có nứt. Ủa? Cutscene à? Bảo sao nó giật. Có cái gì ở đây vậy? Ui. Có gì ở dưới nước anh em ơi? Cá à? Có gì mà nó sẽ cháy ở dưới nước nhỉ? Cháy ở dưới nước hả? Lạ thật đấy. Ôi vãi. Ui. Con gì nó bơi ở dưới hay sao á? Ai vậy? Hào đó hờ. 只知四处求人，哭哭啼啼，死了还祸及子孙。Ê, cái con này là cái con ở đầu game này đúng không? Đúng rồi, con này là con đầu game ở tập trước này. Con này con ở đầu game ở tập trước anh em. Khang Jin Long, ý phả xinh ý thông. Ở đầu của cái màn này luôn đấy. Ủa. Cái gì này? Ui ôi. Mẹ mày. Con gì này? Kang Jin Long. Ôi vãi trưởng. Ui ôi. Đánh được kiểu gì đây? Kang Jin Long. Ô ngôi đền biến mất rồi. Đúng là đừng tin mấy gì mà chúng ta thấy nhỉ. Ui vãi. Đánh con này sao? Nó bay này tao bị đánh. Ủa. Ôi, hey, xong rồi đấy, tạm biệt. Mẹ đánh cái này sao nhỉ? À. Ui. Hay quá, nó cho mình lên trời để mình đánh nó dễ hơn à. Hay quá. Dòng điện anh em ạ. Kang Jin Long là điện long à? Ôi à.
cày thế. Rồi con này nó khỏe quá, không biết đối đầu con này kiểu gì. Tiếp mày ghét với con này kiểu này lắm. Ơi cái gì vậy? Ui không biết đối đầu với con như này kiểu này gì đó. Ui vãi, sao đối đầu với con này đấy mẹ. Chỉ cái tip đối đầu với con này kìa. Nữa à? Ủa khó quá anh em ơi, chưa biết cách để đánh với con này như nào. Thật sự con này lạ quá. Tiếp cứ lộn bừa thôi anh em ạ. Ui ôi thật sự là không biết cách để đánh con này như nào. Ô nó gục luôn rồi. Ô nó gục rồi. Ôi vãi lều ạ. Mình chưa biết đánh cái con này như nào các bạn ạ. Khó quá. Mấy con nào nó bay. Nó còn to khó đánh thực sự luôn. Chắc là phải chết trục mạng quá. Ok các bạn ơi, mình sẽ thử thêm một lần nữa nhá. Nếu lần này mà đánh không được nó thì mình sẽ skip qua để đánh mấy con khác. Mình ghét mấy con nào vừa to và bay ra đấy. Khó chịu vãi cả trưởng luôn ạ. Mày này. Ôi gì vậy? Ủa cái gì vậy? Mẹ. Không qua cướp được, cay thật. Mày này. Mày này. Chừa nhá. Cái gì vậy? Ủa vãi. Mẹ mất ba nó cái tầm nhìn rồi. Khó chịu quá. Mày. Cá nhìn cái gì? Không nhìn nó sao đánh nhỉ? Ui dồi, có thấy cái gì đâu mà chơi hả đồng chí ơi. Nhanh, tranh thủ. Vậy quay ở đây. Đã màn thật. Ui mẹ nó quật đuôi anh em ơi. Trượt kìa. Quay đây. Ua chịu ấy nhá. Cái gì đây? Ui từ, nhìn ở dưới ra. Con này khắm quá nhờ. Ôi dính nhờ.
vẫn dính ạ. Ôi game hay, game hay. Mày này, cố lên vua ơi. Cái lồng rồi đấy. Ok. Wow. Trời ơi. Mẹ con này ghét mấy con thể loại này vãi chưởng luôn ạ. Ôi. Cái gì á? Chim mẹ xuống biển luôn. What the hell? Cái gì đấy ơ? Mẹ ơi game ơi. Hình như là game đó nữa. Ơ. Ơ kìa. Đừng mơ. Cười cái gì đấy? Ai đấy? Tôi không biết chuyện diễn ra đâu nha. Nhưng đừng làm vậy với tôi mới biết là chuyện diễn ra đây. Cái ai cười với cái gì đấy? Ồ, mình vừa dưng nước rồi mà. Ồ, cái gì đấy? Ôi, cái đeo đấy. Ồ, ơ, cái gì đấy? Ôi giời ơi, nó đứng ghê quá. Không biết là chuyện gì diễn ra ở đây anh em ạ. Ơ kìa. Đừng mà game ơi, đừng, tôi còn muốn chơi mà. Sao tự nhiên khúc này nó ghê vậy? Ok. Ui Pandora ghi game thì ui, anh em ơi, từ. Ui. Cái gì đấy? Ôi vãi, từ anh em ơi, bình tĩnh nha. Sinh viên nghèo vượt khó anh em ạ. Trời ơi, máy không, nhưng mà không chơi được nhỉ? Mình nghĩ là phải chơi được chứ. Máy mình nó đề xuất là Super 2 mà vào chơi chả hiểu cái gì. Ủa, cái gì đây? Cái gì đấy? Ủa, cái lồng gì này? Chỉ đường đi tiếp à? Đây nó có cái gì đấy? Có người ở bên đây này mà hình như là không mở cửa được. Thôi cứ đi đi nhỉ? Mình nghĩ là ôi à, mày, cái nào máy của mình nó hỏng không ta? Đấy, mẹ, cái đấy khúc cutscene thì nó rất là lắc, nhưng bây giờ lại bắt đầu hết lắc rồi này các bạn. Thì mình không hiểu là cái này do tối ưu game hay là do máy. Mình nghĩ là do tối ưu game các bạn ạ. Cho đến tận tập này tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chơi game mình, ôi à, cái gì á? Cái gì kìa? Là sao? Cái gì á? Ôi! Cái quát đờ hỡi cái gì nhỉ? Ủa? Là sao? What the? Không, vẫn chưa hiểu chuyện diễn ra ở đây nha. Khắm lọ thực sự. Rồi xong, giờ nó cho mình ở đây luôn rồi. Ô vãi lều. Giờ nó cho mình ở đây luôn nha anh em nhá. Mình đang bị cái gì ấy? Mình cũng chả biết là mình đang bị cái gì nữa cơ. Ôi giời, con gì ấy? Là sao nhỉ? Ôi mình bị mắt đỏ anh em ơi. Mình bị mắt đỏ rồi. Ok, cứ chạy qua bọn này đi. Mình nghĩ là chả đánh bọn này đâu. Ơ, Bỏ lốc. Cái gì á? Cái lồng gì á, mình không đánh nó thì nó lại choáng mình. Ok, kệ, bỏ. Bỏ hết. Mình phải đi tìm cái chỗ đây rồi, có chỗ rồi anh em ơi. May quá.
ít nhất phải đi cắm cúng cụ các thứ đã. Thôi mà, đừng đánh nữa mà. Tiền cái, mình được craft đồ mới rồi kìa. Thử xem nào, có craft được weapon à? Ủa, vậy là mình có thể craft thêm một cái weapon mới nữa. Ở đây, bỏ khóa này. Đam 70, crit 6%. Ủa, sao tự nhiên lại kiếm được cái đồ mới nhỉ? Cái này có vẻ ngon hơn này. Cái này, ủa, cái này dưới này rõ ràng ngon hơn, nhưng mà mình đang thiếu cái iron sen đây này. Mà chưa biết cái iron sen ở đâu anh em ạ. Có thể là mình sẽ kiếm sau á. Bây giờ đi tiếp thôi. Bên kia giờ nó ở bên kia. Kệ nó đi thôi. Mình đi tiếp thôi anh em ạ. Hồi nãy mình ở lại mình đánh cái bọn nó cũng được, nhưng mà nó mất cảm giác, mất thời gian. Vẫn chưa hiểu là tại sao mình ở trong đây các bạn ạ. Cái điều mình không hiểu là tại sao mình ở trong đây. Hồi nãy mình đánh xong con rồng cái như là mình bị té ở dưới. Xong cái tự nhiên mình về đây. Cái khúc kia mình chưa hiểu nó như nào. Chắc tí mình phải lên trên mạng mình xem mà. Xem qua thì mấy khúc đấy như nào anh em ạ. Chứ cái gì mà xem mà không biết là cay lắm. Rồi. Con này con rơi con lợn. Không mặt đầu mặt lợn mà người rơi. Ô, bên đây có đường ấy hả? Làm nào đi qua đấy nhỉ? Chắc đi tiếp và đi qua được chứ đúng không? Đó, nó có đường đi qua này anh em. Cái này là cái gì vậy? À, hay là mình bị nhốt vào trong cái kia nhỉ? Nhiều khi là mình bị nhốt vào trong cái kia đấy anh em. Cái mà hồi nãy ông kia ông thả con rồng đó đấy. Nhiều khi là mình bị nhốt vào cái thằng cu ấy. Cùng cu chứ ông nhỉ. Cái mà hồi nãy thả con rồng đó đấy anh em. Nhớ không? Đúng rồi. Có khi mình bị nhốt vào trong đấy á. Có khi bây giờ mình sẽ bị thay thế con rồng làm vật đồ chơi của ông đấy. Quá khi là thế thật đấy. Đó, từ đây, mình nghĩ giống lắm ấy các bạn ạ. Cái nó cứ đứng nó bắn này khó chịu nhỉ. Ôi, thằng ấy nó cầm cái liềm luôn à. Quên, bọn này nó chết xong nó còn vẩy mấy cái nữa. Wow. Không mở được cái cửa đấy ra à? Ảo thế nhở. Đi ở bên đây mà đúng không? Phải vậy là bây giờ mình phải vào từng cái ngóc ngách một. Dễ lắm nha. Dễ bị quái thịt lắm nha. Chúa tể bị quái thịt. Vũ lít. Cậu ấy có thể solo thắng được boss, nhưng mà để mà solo thắng quái thì hơi khó. Chỉ có thể là vũ lít. Ô, sao cảm giác là mọi thứ nó mờ mờ nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Sao vậy ta? Ua, cái gì vậy nhỉ? Thế rồi mình tẩy tủy cái điểm quay gậy rồi anh em. Quá chịu quá nhỉ, bọn này là bọn nào đấy nhỉ? Sao cứ mỗi lần nhìn nó là mình mất máu. Nhìn thấy chúng nó là mắt mình đỏ xong mình mất máu anh em ạ. Lạ quá vậy ta. Vậy chắc nó có cái gì đó. À được rồi. Mà này phải chịu khó đi vào mấy cái lăng mộ nhá anh em nhá. Sao vậy nhở? Cái này ghê quá à. Đây là lấy mấy cái iron gì này. Phải không? Có đúng không ta? Đúng không nhở? Đúng rồi, đây này. Mình cần hai cái nữa anh em ạ. Hai cái nữa là mình có thể chế tạo được cái gậy. Mà được cái là mình có thể biết được. Ô kìa. Quái lều quá nhở. Ủa, giờ đi đâu nữa?
như đi xuống đây hay sao nè. Ơ ô vãi lều. Ủa đi như nào nhỉ? Bựa thế cơ chứ. Mẹ sao khúc này lại khúc nào ấy nhỉ? Từ từ anh em ơi, mình chưa muốn đi ra đây, nhìn ra đây ghê quá à. Chắc là mình đi quay lại quá anh em ơi. Từ từ nhá, mình kiếm một chỗ băng ở trên mình đi. Mình muốn đi ở trên cơ, nhìn đây nó ghê quá. Từ từ xem mình có grab armor mới được không ta. Grab được cái armor mới thì ngon. Ừ, vẫn chưa grab được armor mới các bạn ạ. Thôi mình về lại đi anh em ơi. The New West đúng không? Phía Tây mới ạ. Ủa? Đây, chỗ này. Ok, đi ở phía trên đi. Để mình chạy qua đây xem cái đường nước ở đây nào. Vậy là có thể là hồi nãy mình dưới nước ấy, xong rồi ông kia ông hút mình vào ấy, nhóc nó hút mình vào ấy. Ừ. Rồi bên đây nó còn cái này nè. Đấy thấy chưa? Hồi nãy không lấy là phí một đời trai rồi. Có đi được lên đây không nhỉ? Ủa? Vậy là hồi nãy có cái này ở đây không nhỉ? Chả nhớ nữa. Chỗ này cho ngồi câu à. Wow. Beautiful. Ủa? Hồi nãy nó có chỗ này không ta? Tự nhiên lại chả nhớ cái gì hết á. Nên quên mất tiêu. Khu này nhìn ghê quá anh em ơi. Khu ở dưới nhìn khắm quá. Sợ ấy các bạn ạ, sợ như kiểu chỗ đấy như kiểu là âm ti ấy các bạn ơi. Mình sợ mấy chỗ như thế lắm. Ôi còn 2 điểm. Vậy là vẫn đi được dưới đây. Vậy dưới đây nó có gì nữa không nhỉ? Không, nhưng mà bên đây mình vừa thấy có một cái này nè. Mình sẽ đi qua mình lấy là mình được 3 cái. Là mình chỉ thiếu một cái thôi là mình grab được cái gậy mới anh em ạ. Đồng thế. Có mấy con cơ, không phải một con, mẹ phải đồng thế. Đồng lắm. Gì vậy? Mẹ nó quay cho một đường đi luôn lên con này rồi. Ai? Rồi để ra đánh cho nó coi. Giờ mình đánh không lại mình dùng thuốc đông anh em ạ. Thế rồi. Mẹ con kia sợ quá nó đi hết quá. Khóng thật. Đây nhá. Được thêm một cái nữa. Vậy là mình cố đi kiếm một cái nữa thôi là mình được 4 cái. Là mình chế được cái gậy mới. Phải cầm cái gậy mới phàng nó mới đã anh em ạ. Ô đủ rồi này. Ngon. Thế thì chả có lý do gì mình không qua làm cái gậy mới nhờ. He he. Beautiful, beautiful anh em ạ. Ủa? Rồi cái chỗ để mình ấy đâu? Từ từ nhá. À đây con này đánh được. Một hit. Rồi cái chỗ để thiền đâu nhỉ? À cái đầu. Đi một hồi cái lạng quạng cái mất luôn chỗ để. À đây đây đây. Mình sẽ chế tạo cái gậy mới anh em ơi. Mình nghĩ là cây gậy ở dưới nó sẽ ngon hơn đấy. Nhưng mà mình trước tiên là mình phải bán một ít này đi đã. Mình thiếu cái điểm này á. Thiếu cái này cho nên là phải bán bớt cái này đi. 8.000 thôi ạ. Ô đủ quá chứ nhở. Mình cần đâu đó tầm ủa. Sao không cho bán kiểu kia nhở. Thế từ từ đi. Mình ra mình xem mình thiếu bao nhiêu để chế tạo được cái vũ khí mới. Đây. Cái này nhá. Cái này là ngon nhất. 76% à. Từ từ cái này sao. 67% à. Thôi cái này đi. Cái này thì tăng 600 crit. Cái này thì 700 crit nhưng mà đam nó bé. Cho nên là mình sẽ chế tạo cái này ha. Cần có 21.000 điểm kia thôi. Cái này nhìn cũng đẹp. Xài cái này đi. Ủa. Ngầu. Rồi giờ mình có tí đam rồi đấy. Có tí võ vẽ trong người rồi. Thế tại sao mình không ngồi thiền luôn? Tiện rồi ngồi thiền luôn anh em ạ. Nhưng mà mình thấy sao cái hồi trước mình nhớ là mình xài cái gì mà mình bấm phát là nó rơi gậy nó vụt luôn cơ. Mà bây giờ
mình bấm cái là nó phải gồng cái xong rồi nó ấn thêm phát nữa nó mới vụt anh em ạ. Kỳ vậy ta. Không đúng ý của mình rồi. Nghe tiếng gì ạ? Từ từ để mình nâng cái skill lên coi. Mình lên cấp 38 rồi. Bình thường người ta kêu là chơi đây là cấp 40 thì mới chơi. Thì mới qua, nhưng mà mình mới cấp 38 anh em ạ. Cái gì đây? Đấy mấy cái đây này mình muốn. Ờ như là mình gần x hay sao á. Từ từ nhá, tí nữa mình test lại. Cứ nâng mấy cái này đi. Đây nha, mình thử ấn x xem nào. À đây rồi. Đây rồi, chiêu sở trường của tôi đâu. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi, anh em ơi. Chiêu yêu thích của tôi đâu. Dạ, còn đấy mình cầm mấy gậy này mình đánh kiểu này có khi mình ăn được con rồng dễ hơn đấy anh em ạ. Chiêu này phê lắm. Rồi đi về hướng này thế nào. Mình đi ở trên đấy anh em ạ. Đấy, thấy không? Đã không? Đã quá trời đã luôn. Ôi dạ, à quên nó chết rồi. Bọn này nó được cái nó chết rồi nhưng nó vẫn ấy được. Đây là cái tượng này. Chắc phải tượng à? Mày này. Một hit chứ mấy. Mẹ leo lên tốn quá. Ây à, đúng là trèo cao té đau mà. Cái gì ấy? Ê, đừng nói lại ngủm dưới tay với con này nha. Ủa cái cây gì đấy? Mẹ cây này như nhặt được hay sao ấy? Ồ cây này như để nâng cái ấy lên hay sao các bạn? Nâng cái số lần hồi máu lên hay sao ấy? Nếu mình nhớ không nhầm. Hôm bữa mình có nói chuyện với cái thằng khỉ ở map 1 thì nó kêu cái này để nâng cái hồi máu lên. Chả biết có phải hay không. Nhưng mà cái khu này như nó chỉ thế này thôi sao. Nhìn nó có vẻ khá là rộng nhưng mà gần như là thấy không có gì mới lắm. Ôi cây của mình có điện à. Từ từ cái cây của mình nó có điện anh em ạ. Ê mẹ đi một hồi cái quay trở lại chỗ cũ luôn. Vậy là có khi mình phải xuống dưới đấy thật đấy anh em ạ. Không thì mình phải chạy thử qua đây xem nó có gì không. Ơ ờ, bọn này đã tái sinh rồi. Mà đồ thì không tái sinh cho nên là không có nhu cầu nhé mấy bé. Chạy tiếp anh em ơi. Bên đây nó có cái gì đấy nhở. Vậy là chắc là phải đi xuống đấy rồi anh em ơi. Hoặc là mình phải đi ở cái chỗ đầu ấy. Chưa ra đây chắc hết rồi. Hoặc là bên đây nó có gì này. Map này chạy xa được anh em ạ. Để mình chạy vòng vòng xem có gì không nào. Đây có phải đường không vậy. Nếu đây không phải đường thì chắc là không có gì ở đây đâu anh em ơi. Nó làm ở đây cho đẹp thôi hay sao á. Ôi. Vậy có khi mình nghĩ là nó làm bên đây, mấy cái vùng bên đây nó làm cho đẹp thôi hay sao ấy. Không lên được, nếu mà mấy chỗ này không lên được thì chắc là làm cho đẹp. Đúng rồi. Vậy là mấy chỗ này làm cho đẹp thôi anh em ạ. Không lên được. Về cái. Vậy là tình hình mình nghĩ là chắc là mình phải đi xuống dưới cái âm ti rồi anh em ơi. Nghe nó hơi sợ. Nhưng mà thôi không sao. Tập sau chúng ta sẽ tiếp tục khám phá ở dưới cái âm ti nhá. Rồi và clip này cũng sẽ tạm dừng ở đây. Nếu các bạn thấy hay đừng quên bấm like cũng như đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.